từ này xong cái từ đầu xong tiếp theo nó là cái thằng H nữa đó, cho nên là rất là nhiều cái từ nó liên quan đến thế thì chúng ta để 네, 잘 보냈어요. 과장님도 연휴 동안 잘 지내셨어요? 아, đọc nhanh quá chúng ta nghe không rõ thì bây giờ cô tôi lại đọc. 말하기 1. 안젤라 씨와 과장님이 명절 안젤라 씨, 명절 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 과장님도 연휴 동안 잘 지내셨어요? 자, chúng nhận như tôi nghe. Đó, dần như tôi nghe. Đang đang đến nỗi mà chỉ nghe được dần tung an, không À, nghe được cái từ người new. new. À, các bạn nghe kỹ từ new và người ta phát âm sẽ thành từ new giống như new sư đấy. Người ta không phát âm thành chữ h ra. Nếu như người ta phát âm ra chữ h thì nó sẽ nặng hơn và chúng ta sẽ nghe rõ. Dần hưu. À, dền hoặc là dền hiu, nhưng mà người ta không đọc là dền hiu, nếu mà có phát h thì chúng ta sẽ nghe ra từ h như thế này, dền như tôi nha, người ta đọc là dền như tôi nha. À, các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ nghe được, và tôi là bạn nữa là các bạn sẽ nghe được. 처럼 이야기해 보세요. 안젤라 씨, 명절 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 과장님도 연휴 동안 잘 아. 지내셨어요? dần như tôi ngoan, nếu như người ta nói dần như tôi ngoan thì người ta phát âm chữ h nên mình sẽ nghe là hờ ra rồi, nhưng mà đây người ta luyến luôn dần như tôi ngoan. À, và bây giờ để các bạn nghe cho cô một phần này nữa tiếp đi, để tí nữa cô sẽ cho các bạn tổng kết lại những cái cách phát âm của thằng h này nó rất là quan trọng ha. Bây giờ bà Thảo và Lan nghe cho cô phần này và dịch tiếp đi rồi sẽ tiếp nha. "듣기 2. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요." Đấy, các bạn nghe cái này là có phải đoạn hội thoại hay là gì? Có phải đoạn hội thoại không? Mà người ta cái này là du sư nha. Bắt đầu, à, bắt đầu nghe du sư ha, du sư đấy. "듣기 2. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요." "민족 최대의 명절, 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. 추석 연휴를 하루 앞두고 고향집에 가는 귀성객들이 늘어나고 있는데요. 서울역에 나가 있는 박서윤 기자 연결하겠습니다." "네, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 보시는 것처럼 서울역은 귀성객들로 붐빕니다. 가족과 친지들을 만나러 가기 위해 기차를 기다리는 시민들이 많습니다. 미리 기차표를 사지 못해 현장에서 표를 사는 사람들도 많습니다. 아무리 힘들어도 고향 가는 발걸음은 가벼워 보입니다. 지금 여기에는 고향에서 서울로 올라오신 부모님들도 계신데요. 자녀들이 고향 가는 길이 많이 막히기 때문에 반대로 부모님들이 서울로 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 내일은 연휴가 시작되니 기차역과 고속도로에 더욱 사람이 몰릴 것으로 예상됩니다. KBN 뉴스 박서윤입니다. dã man quá ông buồn cô hình như là nó nói là như là đừng có tốt bị tắt hay sao ấy. À, bây giờ để các bạn nói từng câu thì nó quá là mình bắt không kịp. Bây giờ cô cho các bạn từng đoạn gom nghĩa chính nha. Đấy, gom nghĩa chính của nó mà có cái nội dung nào bắt mình, ví dụ cái câu mình không nghe diễn tả hết, ví dụ như có đoạn hội thoại thì cô bắt từng câu, như vậy người ta nói nhanh quá đôi lúc cô tua không kịp. À, cô tua lại không kịp thì các bạn là gì đây sẽ dính khúc với nhau. Cho nên là bây giờ cô sẽ tua từng đoạn ha. Đoạn nào cô sẽ ngưng lại rồi các bạn nghe cái được đoạn nào, các bạn giải thích được nghĩa cô nói như thế nào ha. Bây giờ đi theo đường đoạn ha. Bây giờ đoạn nam trước, bây giờ Thảo dịch đoạn nam trước như thế nào đây? Một đoạn xong cô mới ngưng nha. "듣기 Nghe 3 lần ha, 2. 2 lần thôi. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요." "민족 최대의 명절, 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. Yeah, nghe được rồi ha. Nghe được mỗi chữ như trơn gọt chứ mấy miếng trơn Bây gì. giờ nghe lại một lần nữa ha. "듣기 2.
뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. 민족 최대의 명절, 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. 민족 명절. À đúng rồi, Minh Chúc mà chân được, nhưng mà là các bạn có nghe cái chề tê không? Nghe lại. Không có. Thích kỷ. Y. Nhiều sư ế sơ kỳ gia gà y a gà hàm nhì đà. Chài đứt cố, chì mù đề đáp hê bù sê yô. Minh Chúc chê đê miếng giời. Dạ. Phương yêu rôn. À, cái này như cái quan trọng nhất ấy. Cái lớn nhất, cái ngày lễ lớn nhất ấy. Chắc là trung thu. Đúng rồi, cái lễ lớn nhất Minh Chúc là gì? À, Minh Chúc trẻ tê miền trơn. Là Minh Chúc là dân tộc ha. Dân tộc lễ, à, cái lễ gì đây? Lớn nhất của dân tộc. À, họ là nhân dân, dân tộc của chúng ta đấy. Đó, Minh Chúc về trẻ tê miền trơn đấy. Lễ lớn nhất của dân tộc chúng ta đấy. Nguyên hàn gà vị가 다가왔습니다. Rồi, nghe được. Ừ, nghe được thì thôi, nghe được rồi thôi ha. Y. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 민족 최대의 명절, 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. 추석 연휴를 nghe được từ chú sóc và trung thu. Nghe được cả chú sóc và trung thu à. Còn cái gì hết? Cái gì tà ca hết cô ạ? Nghe không ra. Tà cao, tà cao quá xưa đi tà. Là cái gì đây? Một cái hanh cao quy là cái Tết giữa năm hay nói cách khác đây. Mà phong nhô là cái gì? Các bạn học rồi. Phong nhô là gì? Có từ vựng cô gửi cho. Đây cô xem. Phong nhô. Phong nhô. Phong nhô. Phong nhô. Có phung sơn đây chứ không có phung nho đúng không? Trong từ vựng nè. Phung nho là một cái Tết phong phú hoặc là một cái gì đây? Một cái ngày lễ hội phong nho là phong phú này hoặc là gì đây? Giàu dạng như giàu có đấy cũng là phong vô mang cái nghĩa là phong phú, giàu có một cái Tết đó là phong phú hay là cái khác phong vô đấy. Phong nho bằng với phong sa và phong bằng với là gì đây? Cái từ phong gì này nè, tự nhiên cô quên mất rồi cô. Trong bài học của mình này. À, còn có từ phong gì này. Phong sơn cũng là phong phú, nó còn từ gì? Tự nhiên cô quên mất cái từ phong gì. Đây một tiếng là một cô nhớ ra thì cô sẽ nói với các bạn nha. Phong vô luôn một năm dư giả hay là cách khác một năm sung túc đấy. Phong vô rất tà đấy. À, đó là một năm dư giả, một năm sung túc, một năm giàu có hoặc là một cái Tết hanh cao quy đó là Tết Trung thu, một cái Tết Trung thu giàu có, một cái Tết dư giả, một cái Tết Trung thu sung túc đấy. À, hanh cao quy. Rồi bây giờ thay vì từng câu thì nó hơi khó, bây giờ cô tôi từng đoạn, cô ngưng đoạn, hiểu được cái gì thì bây giờ nói cả đoạn luôn ha. 추석 연휴를 하루 앞두고 고향 집에 가는 귀성객들이 늘어나고 있는데요. 네, 라이 모르네. 듣기 2. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 민족 최대의 명절 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. 추석 연휴를 하루 앞두고 고향집에 가는 귀성객들이 늘어나고 있는데요. 서울역에 나가 있는 박서윤 기자 연결하겠습니다. 네, 저는 지금... 야, ông này, tóm tắt lại đoạn này, ông nói gì đây? Ông này, ông này đang nói về cái ngày Tết, của cái ngày Tết Trung Thu, mọi người đi về quê. Cái gì sâu nữa nhỉ? Em không nghe lại nữa. Xuân nè, cái ít nưng à, gì đây cái họ đang giới thiệu sao bạc gì đó cô quên cái tên bạc gì đấy, bạc sơ sơ gì cô quên này
Và cái sao ghi cho giờ ăn cơm thì sẽ mẹ ta tôi sẽ liên lạc với cái bạn mà ký giả hoặc là gì đây cái bạn nói cái phóng viên phóng viên mà có ở tại Seoul trong cái đang ở tại trong cái Seoul này nè đang ở trường quay còn đúng rồi tại hiện trường đang tại hiện trường Seoul hay là đang tại cái chỗ mà người ta quay đây tại hiện trường này hoặc là cái nơi mà người dân đang phỏng vấn ví dụ như phỏng vấn này nè xem như sư đấy bây giờ là chúng ta sẽ đi liên lạc hoặc là đang kết nối chúng ta sẽ kết nối với cái phóng viên mà đang có ở hiện trường hoặc là đang có ở cái chỗ mà gì đây em lấy từ John kia đúng rồi đó kết nối gì? Là kết nối đấy rồi hiểu sơ sơ là như thế ông này sơ sơ là gì đây ông giới thiệu là đây là cái ngày gì đây cái ngày lớn nhất của dân lớn nhất của dân tộc rồi gì đây ngày lễ có lớn nhất của dân tộc sắp đến gần rồi và những người về quê đấy cô Kiết Sơn đấy kia trở về quê rất tăng rất là nhiều đó đúng không cho nên là bây giờ chúng ta sẽ kết nối với cái ký giả hoặc là phóng viên tên Bắc gì đó cô qua rồi Bắc sơ sơ gì đó ở tại hiện trường hoặc là ở tại Seoul đó rồi bây giờ bà này nói gì đây 지금 서울역에 나와 있습니다 듣기 객들이 늘어나고 있는데요 서울역에 나가 있는 박서윤 기자 연결하겠습니다 네 저는 지금 서울역에 나와 있습니다 보시는 것처럼 서울역은 귀성객들로 붐빕니다. 가족과 친지들을 만나러 가기 위해 기차를 기다리는 시민들이 많습니다. 나, 그럼 네. 서서. 네, 나 tôi đang đi ra ở cái ga Seoul. Ok, đó. Đúng đúng rồi đó. Hai tiếp. Và xong rồi cái gì mà mọi người thì đang người đây. Nghe là cái gì? Nữa ha. Đó cái đoạn đầu là 해대의 명절, 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. 추석 연휴를 하루 앞두고 고향 집에 가는 귀성객들이 늘어나고 있는데요. 서울역에 나가 있는 박서윤 기자 연결하겠습니다. 네, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 보시는 것처럼 서울역은 귀성객들로 붐빕니다. thì là bom bin là gì? Bom bi đá đấy từ mình học rồi. À tốc độ. Đấy đúng rồi. Những người khách trở về quê hương thì rất là tốc độ. À đúng rồi những người khách mà chị đây trở về quê hương rất là tốc độ. Bom bin gì đó. À bom bin gì đấy bom bi đá đấy người ta thấy đuôi gì đó đấy. Bom bin gì đó rất là tốc độ. 가족과 친지들을 만나러 가기 위해 기차를 기다리는 시민들이 많습니다. Câu này đơn giản nè. Cái là cái gặp những người thân. Quy hệ sơ, có quy hệ sơ nha, nghe là vừa nha. Để gặp những người thân. Thì gì đây? Nghe là một lần nữa sẽ đón nha. 자, 연결하겠습니다. 네, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 보시는 것처럼 서울역은 귀성객들로 붐빕니다. 가족과 친지들을 만나러 가기 위해 기차를 기다리는 시민들이 많습니다. 아, để đi về gặp gia đình đó để gặp họ hàng. Thì là những cái người Shipmentary đấy dân chúng đấy hoặc là dân Shipment là những người dân đấy ngồi cái khác đấy thì người dân đợi gì đấy đứng đợi rất là đông đứng đợi xe rất là đông rất là nhiều đấy Shipment là người dân đấy Shipment đứng đợi rất là nhiều tiếp 미리 기차표를 사지 못해 현장에서 표를 사는 사람들도 많습니다. Hình như là có phải là kiểu như mua vé trước rồi vẫn đông rất là nhiều người mua vé nhiều người mua vé đây gần đúng rồi đó bây giờ nghe là vừa là sao nghe ra này 네, 나와 있습니다. 보시는 것처럼 서울역은 귀성객들로 붐빕니다.
가족과 친지들을 만나러 가기 위해 기차를 기다리는 시민들이 많습니다. 미리 기차표를 사지 못해 현장에서 표를 사는 사람들도 많습니다. 아, không mua được vé. À, không mua được vé chứ, nhưng một thay hay gì một thay nhưng mà thế là nhiều người chị nhưng mà là sao không mua được vé trước nhưng mà hơn chân ngày sau có thể mua ở quầy, nhưng mà nhiều người gì đây, nhiều người sarami hơn chân ngày sau phiêu rừng xa nên sarami mạng xin đi ta không thể mua vé trước, nhưng mà những cái có rất là nhiều người gì đi mua vé ở tại quầy vé. À, các bạn nghe lại cho cô này, chỗ này các bạn sẽ nghe này. Hơn chân là cái tại cái quầy hoặc là tại cái nơi vé đấy, cái từ này cô có cho từ vựng chưa ta, có không ta, tại chỗ để xem lại có không nha. Đó có nhiều khi nhiều quá cô quên này. Là có hay cho hay chưa, trang bao nhiêu cái từ mình từ vựng 12, tại chỗ, tại nơi hoặc là chỗ về quế, hình như là không này. Không, thì những cái từ nào mà cô không có trong từ vựng ấy thì cô ghi đây cho mai mốt mà mình học thêm ha, mình tìm hiểu thêm. Ví dụ như hồi nãy nó có cái từ cái ông kia đọc là cái từ gì đây, phung vô rất tạ là dư giả phong phú, một cách dư giả, một cách phong phú, một cách giàu có rồi sao đó. À, còn cái từ mà hồi nãy cô nói là mua về vé ở tại về vé hoặc là mua vé ở tại chỗ, người ta có là tại nơi, tại chỗ luôn. Hương trang, thay vì hương che là hiện tại đấy các bạn, thì là hương trang là nơi, nơi chốn. Đó là cái hương và hiện tại, và ghép với cái nơi chốn là cái nơi gì đây, tại địa điểm hiện tại hoặc là tại chỗ. À, đây nè, thay vì hương che hay cô hay ghi nói là hương che hiện tại, hương đấy, thì đây hương trang, không phải che mà là trang là nơi chốn, trang là trang xô này kia đấy. Đó thì là gì đây. À, tại chỗ thì cái câu này mình nghe lại mình dịch cho nó xuôi thì ở đây như thế nào? Tuy là mua vé trước không được nhưng mà rất là đông người mua vé ở tại chỗ, là hay nói cách là tại nơi cái bán vé vé đấy, bán vé đấy. Rồi tiếp tục này. 아무리 힘들어도 고향 가는 발걸음은 가벼워 보입니다. Nghe được câu này không? Là cái gì rất là vất vả nhưng cái gì thật là khá biết. Ai nghe được câu này đúng không? Câu này rất là đơn giản này, như thế này này, mình có chỉ một cái điểm nhấn thôi là kha, là dù có vất vả như thế nào là ok và nhẹ, nhưng mà cái điểm giữa là chưa nghe rõ đúng không? Là pan cờ râm tức là bước chân. Pan là gì đây? Chân. Cân tả. Cái camera xuống một tí bên dưới. À, thấy chưa? Rồi. À, pan là chân. Mình cân tả là đi bộ đúng không? Đó, nhưng mà khi họ chân vào, cơ râm là bước chân. Đi với ư âm đấy các bạn. Thì là cơ tả, thế này cơ tả đi với ư âm nó sẽ biến thành cơ râm. Đó là, à, cơ tả là đi bộ này. Nhưng mà bước chân đi với ư âm. Thì ở đây, bắt quy tắc R. Biến thành R, gặp ư biến thành R, cơ râm. Đó, pan cơ râm khá bao rồi. Tuy là rất là vất vả nhưng mà vì là về quê đấy cho nên là bước chân của họ rất là nhẹ nhàng. Đó, bây giờ các bạn nghe lại này. Tuy là tại vì chen lấn nhau về quê là có sự vất vả đấy. Dù là vất vả, dù vất vả đi chăng nữa nhưng cái tại vì gì đây, ngày Tết ngày lễ về quê của mình mà, nên là bước chân của họ rất là nhẹ nhàng. Khá bắp tà đấy. 있는 시민들이 많습니다. 미리 기차표를 사지 못해 현장에서 표를 사는 사람들도 많습니다. 아무리 힘들어도 고향 가는 발걸음은 가벼워 보입니다. 아, 뭐 정말 저유
có mệt đi thế nào đi chăng nữa, nhưng những cái bước chân mà các bạn đi về quê đấy gì đây, cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất là nhẹ nhẹ nhàng. 지금 여기에는 고향에서 서울로 올라오신 부모님들도 계신데요. 자녀 gì đây, câu này cũng không phải là khó nè. Thảo, à, Lan nghe được là gì đây? Các bạn nghe được câu nào các bạn cứ nói với cô. Cái gì mà về quê hương nè. Nghe được cái quê hương đúng không? Thảo. Thảo thì sao? Em chưa nghe hả cô? Rồi, bây giờ có nghe hả? 서울 사는 사람들도 많습니다. 아무리 힘들어도 고향 가는 발걸음은 가벼워 보입니다. 지금 여기에는 고향에서 서울로 올라오신 부모님들도 계신데요. Cái này là sau này lên Seoul nè. À ha, đây này, đây cái này này, hiện tại này. Hiện tại bây giờ cũng có những cái bố mẹ gì đây. Rồi bố mẹ kiểu đang à đang đi ngược lên Seoul. Đúng rồi, kiểu như người đi ngược chiều lên Seoul. À, vì sao này, bây giờ người ta mới nói này. 자녀들이 고향 가는 길이 많이 막히기 때문에 반대로 부모님들이 서울로 올라오게 된 것입니다. 자, 해보자. 아, 이 con cái về quê vất vả hay sao? Nên là bố mẹ lên ngược rồi. À, em nghe từ mặt khi. Đúng rồi. Vì vào ngày Tết đó thì người ta tắt đường rất là tấp nập đó. Thay vì đây, thay vì con cái là về quê đấy thì tại vì là gì cha ca mà nên mặt khi thì ca đấy rất là tắt đường rất là gì đây? Rất là mệt mỏi, tắt đường nó không về được. Thay vì như thế thì banh tê đô, ngược lại. Ngược lại thì bố mẹ lại đi ngược lên Seoul để thăm con cái hoặc là để gì đây, trải qua những ngày lễ cùng con cái. Đó, đó vì sao thì cũng có một số bố mẹ là để đi ngược lên Seoul. Vì là gì đây, vì con cái về quê là bị tắt đường thế này thế kia. Vì ngày Tết ai cũng về, đó, rất là tấp nập đấy hồi nãy mình nói. Cho nên là có một số bố mẹ đó đi ngược lên Seoul lại. À, 반대로 là ngược lại đấy. Đi lên Seoul. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. nghe được nhau. Vẫn chưa nghe được. Nghe được cái trai bà. Nghe lại nha. Cái 지금 여기에는 고향에서 서울로 올라오신 부모님들도 계신데요. 자녀들이 고향 가는 길이 많이 막히기 때문에 반대로 부모님들이 서울로 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 내일은 à, đã giận yêu đấy. Bây giờ các bạn nghe lại nè, người ta không đồng giận yêu đấy. Nãy cô mới nhắc nhở này. 현장에서 표를 사는 사람들도 많습니다. 아무리 힘들어도 고향 가는 발걸음은 가벼워 보입니다. 지금 여기에는 고향에서 서울로 올라오신 부모님들도 계신데요. 자녀들이 고향 가는 길이 많이 막히기 때문에 반대로 부모님들이 서울로 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 내일은 연휴... 아, vì là gì đây? Thích kỳ là gì đây? Iban Chuseok. Vào cái đặc biệt là vào cái kỳ nghỉ lễ này thì là gì đây, giờ nhiều trai bà là rất là ngắn, kỳ nghỉ rất là ngắn, nhưng mà mình có cái từ mà cô cho các bạn học là cái từ mà kỳ sân học rồi mà đúng không, kỳ sân kết đấy, khách trở về. À, dợt kỳ sơ kết đó là khách trở về khu vực đấy. Dợt là khu vực. À, khách trở về khu vực thì là gì đây? Nó, à, hồi nãy cô nghe được cái gì nè? Thưa anh, bây giờ cô nghĩ nè. Thì kỳ sơ kết thuộc khách trở về khu vực thì hình như là bạn tà đó. Bây giờ cô cho các bạn nghe lại. Cô nghe bây giờ cô nói. 계신데요. 자녀들이 고향 가는 길이 많이 막히기 때문에 반대로 부모님들이 서울로 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 자,
Đặc biệt là gì đây? Vào ngày lễ, cái ngày lễ Trung Thu này là ngắn nhưng mà cái khách về về đấy, khách về khu vực của mình đấy, giờ Kỳ Sơn Kết đấy thì mana trên bội người ta trông thấy là nhiều hơn đó. Cái kỳ nghỉ này ngắn, tuy là ngắn, cái kỳ nghỉ ví dụ như cái kỳ nghỉ vào thứ 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 ba, thứ tư, thứ thứ bảy, chủ nhật thì mình được nghỉ 4 ngày đúng không, chẳng hạn 4 5 ngày, nhưng mà kỳ nghỉ này năm nay chẳng hạn nghỉ được có 3 ngày đó. Tuy kỳ nghỉ ngắn nhưng mà khách trở về quê lại đông, họ không ngại ngắn hay gì đó. Có năm thì kỳ nghỉ dài tầm 5 6 ngày nhưng mà không thấy khách về quê, không khách về quê về khu vực. Nhưng mà gì đây, kỳ nghỉ này đặc biệt là kỳ này rất là ngắn nhưng mà khách về khu vực rất là đông đó, người ta tranh thủ người ta về chẳng hạn đó. Đấy là cái bạn kia nói như thế. Kỳ nghỉ ngắn thì đáng lẽ không về, tại vì xa nhà xa, thôi nghỉ có 3 ngày mình ở mình nghỉ ngơi đi. Nhưng mà không phải, ngược lại, kỳ nghỉ ngắn nhưng mà là gì đây, khách về khu vực lại rất là đông hả. 내일은 연휴가 시작되니 기차역과 고속도로에 더욱 사람이 몰릴 것으로 예상됩니다. Câu này cũng không nghe rõ luôn. Nghe mỗi từ cô dê, em nghe từ dê sang với từ mù ly à? Mù ly dê sang gì đấy? Mù ly là gì? Hay từ gì em nghe từ dê sang. Bây giờ nghe lại lần nữa ha. Bây giờ cô sẽ nghe. 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 내일은 연휴가 시작되니 기차역과 고속도로에 더욱 사람이 몰릴 것으로 예상됩니다. Ngày mai Ngày là gì mai đấy? là bến tàu với đường cao tốc. Ngày mai là bạn kỳ đấy, thì cái bến tàu với đường cao tốc nó như thế nào nhỉ? Mở ly là gì? Mở ly này có trong từ mới không ta? Mù ly hình như là không có. Mở ly ta? Mù ly ta. Sẽ gì đây? Sẽ lùi ngày lại một lý đà đấy, sẽ đẩy ngày lại, ví dụ như là ngày mai là gì đây, bắt đầu là ngày lễ rồi, dần dần như ca suy chắc tiền tà, cho nên là kia cha giờ khoa và cô xúc tù đô rê sẽ là sarami sẽ gì đây, một lý cọt sư đô dễ sang anh ta. Chắc mày ít đi ạ. Chia sang với những phòng cô. Sẽ hoãn lại hả, là lùi lại đấy. Thế gì nhỉ? Môn ly là lùi lại luôn. Đúng ai muốn ly đà thì cái tên này cô cho gọi mà không chưa có hả? Bây giờ muốn ly đà đấy, hình như là cô cho gọi hay là cho nhầm lúc kia đó, để xem lại đây. Muốn ly đà, muốn ly đà là như không có có ha. Bây giờ cục tiền nào không có ghi lên đây ha. Muốn ly đà đẩy lại lùi lại. Lại lùi lại là muốn ly chi tà một cô. Muốn đi tà cũng là mang nghĩa là trở nên là gì đây, được được trở nên lùi lại, trở nên gì đây, Khánh chất. muốn đi tà cũng là gì đây, trì hoãn lại, trả lại hoặc là hoàn lại, trì hoãn hoặc là hoãn lại đấy. Nếu mà dùng trong trường hợp ví dụ như là lùi xe lại thì cũng là dùng từ mua ly đúng không? Không, người xe lại là không có dùng mình ly ha. Ở đây ví dụ như trả lại hoàn lại này là gì đây, hoặc là làm lại là trì hoãn hoặc là hoãn này đó, chứ không có dùng là trong cái điều lùi xe đi xe phía về phía sau ha, không có dùng lùi, lùi xe ha. Đấy cho nên là mũi ly tà thì mũi ly chi tà cũng là lùi lại, đã được đi với chi tà là trở thành được đó các bạn. Hôm trước mình học là cái cấu trúc mà cái gì cũng bị động đấy, được đấy, được lùi lại đấy. Thì người ta để là mùi ly chi, mùi ly tạ, cái này đã được lùi lại đó. Thì ở đây trong cái trường hợp này ngày mai là vì là bắt đầu vào ngày lễ ngày Tết, ngày ngày giờ thu là ngày lễ dài rồi, thì những cái chi cho giọt này khoa gì đây, cô số gì đây, cô số Toro và cái đường cao tốc thì gì đây,
Có lẽ là những cái người đấy sẽ lùi lại hoặc là dời lại hoặc là hoãn lại. Dự tính á, đấy, dễ sang là dự tính đấy, các bạn biết từ dễ sang chưa? Dễ sang, nếu mà em ấy cô ghi còn lại cho con lại nữa nha, hơn nữa sẽ được lùi lại đấy. Dễ sang tề tạo dễ sang ha bạn. Dự tính dễ sang. Đây ta được lùi lại còn dễ sang ha ta. Đó rồi hết rồi, phần sau là cái chị ta chỉ nói là chị ta là cái đài truyền hình gì đó, các bạn nghe đài truyền hình gì này, cuối cùng nghe thử cái chị ta ở cái đài truyền hình nào này. KBN 뉴스 박서윤입니다. SBS 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역 귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 내일은 연휴가 시작되니 기차역과 고속도로에 더욱 사람이 몰릴 것으로 예상됩니다. KBN 뉴스 박서윤입니다. KBS. KBS đấy. KBN. Rồi bây giờ mình trả lời câu số những cái câu hỏi này. Bây giờ cô hỏi cho bạn Thảo trả lời nha. 기차는 어떤 문자에 대해 말하고 있습니까? 민족 최대 명절 추석입니다. Nếu như người ta hỏi là tề hê thì mình phải trả lời tề hê ha. Vậy là minh chúc chê tê miền chơi chu sốc kê thế hê mà ra cô ít xin đi ta. Đúng rồi, đó là mình sẽ lặp lại như thế. Và trong cái trường hợp người ta hỏi mình trực tiếp cũng vậy. Ví dụ như người ta mua xin tề hê. Nói về gì? Nói về cái vụ gì đó. Vân vân đang nói về. Mình bắt câu hỏi ở đây. Phía sau mình lại mình trả lời. Nhưng mà nội dung ở trên mình gắn với cái đuôi về phía sau là sẽ hợp lý với cái câu hỏi của người ta. Cô ăn nghề sao? Solo 올라오는 부모님들이 많은 이유는 무엇입니까? 자식이 고향 가는 길이 막혀서 부모님들이 solo 올라와요. Đúng rồi. Ở đây mình trả lời là gì? Cho cô đang khai nương kia đi. Mà đi mặc khi tìm buồn nè. Cũng có thể mình trả lời như thế thôi. Cũng có thể là mình nói là mà đi mặc khi nì ca cho nên là bu mô niêm gì đây. Su nè. Su nè. Su nè. U la. U la. Khai. Hoặc là u la wa. U la wa. Ok nha. Các bạn ghi vào đây nha. Cái câu trả lời của bạn Thảo là đúng chính xác đấy. Mình nghe nội dung hết rồi. Rồi bây giờ câu số 3. 들은 내용과 같으면 O, 들으면 S 하세요. 기차표는 예매로만 살 수 있다. X, cái này là mua trực tiếp mà. X, câu này em bị X. Tại vì hồi nãy mình nghe là gì đây? Không mua được không trước. Mua trước được. Mà mua ở tại chỗ. Rất nhiều người mua ở tại chỗ. Không phải là chỉ mua gì đây, chỉ đặt trước, mua trước thôi. Đó là it. 이번 명절 연휴는 평소보다 짧다. Và kỳ nghỉ lần này thì so với những ngày thường thì gì đây? Rất là ngắn. Tiếp tục. 내일부터는 기차역에 사람들이 적어질 것이다. Ngày mai. Câu này đúng. Từ ngày mai là người ít đi. Đây cô một tí nha. Đây cô trả lời. Ngày mai ở những cái nơi này sẽ là có gì đây? Chờ cô Trinh công đi tại sẽ chở người nhiều người ở ga tàu và làm sẽ trở nên ít đi. Nhưng mà hồi nãy mình dịch.
mình dịch là cái ở ga tàu có trở nên ít đi hay không, mà là người ta có dự đoán thôi đúng không? Vâng, vậy sao, vậy sao? À, đó, chợ sẽ trở nên ít đi. Nhưng mà ở đây người ta trở nên ít đi, người ta chỉ dự đoán về sang thôi, chứ không phải là ít đi nữa. Người ta dự đoán là vào ngày mai là chính thức rồi. Thì là gì đây? Sẽ gì đây? À, trở nên là gì đây? À, ít đi một chút xíu, đó là người dự tính, cho nên chỗ này là gì đây? Vì chúng ta để là sai ha. Ít nha. Ừ, rồi ở trong câu này các bạn 1, 2, 3, các bạn sẽ trả lời vào hết cho cô phần này nha. Đây này này, hồi nãy là cái trong trường hợp này, bây giờ cô đây cô xem cái trường hợp này để cô sửa lại cho cái này các bạn nhé. Cái từ muốn ly tà này là đẩy lại lùi lại, nhưng mà trong hồi nãy trường hợp cô nghe đó là cái từ không phải muốn ly tà nghe, cô nhầm với các bạn, đó là mô nha các bạn, mô đi tà, cho nên cô thấy nó hơi gì đây, nó hơi mà có thiếu, cô nghe là muốn ly. À, thì bây giờ cũng nhớ là cái từ mô đi tà này, mô đi tà, hồi nãy cô mới nhớ là cái câu của bạn ấy hỏi là mô ly tà là mô ly chi tà của cái bạn mà Huệ hỏi cô là mô ly tà là đẩy là lùi lại hoặc lại, nhưng hồi nãy cái từ người ta nói là mô đi tà nha, cô nghe nhầm. Thì cái từ này là dồn, là đổ xô. Đó, dồn là đổ xô. Đó, cho nên là dự tính là ngày mai ở nơi, cho nên là cô nghe nhầm, cho nên là cái câu đó nó sẽ bị nhầm luôn. Bị nhầm là cái trong trường hợp, và mình sẽ chỉ có trả lời là cái câu đây nó không chắc chắn cho lắm, cái câu số 3. Nếu mà mình không trả lời không nghe không chính xác thì là cái phần số 3 này trả lời không chắc chắn cho lắm. Thì ở chỗ đây các bạn sửa lại cho cô, đó là dồn đổ xô. Dự tính là vì ngày mai bắt đầu là vào ngày lễ rồi, cho nên là sẽ gì đây, những người mà ở ga tàu hoặc ga điện ngầm, ga tàu hoặc là gì đây ở đường lộ sẽ gì đây, những người đấy sẽ đổ xô hoặc là dồn lại, dự tính là dồn hoặc là đổ xô lại rất là nhiều, vì là chính thức là ngày lễ, bắt đầu ngày lễ, vì ngày mai là bắt đầu là vào ngày lễ dài đó, cho nên là ở những cái ga tàu hỏa hoặc là đường lộ cao tốc thì những người đấy sẽ đổ xô, mọi người sẽ đổ xô hoặc là dồn về, dự tính là như thế, cho nên là chỗ này các bạn muốn ly tài cho cô ha. Bây giờ để nghe lại đoạn này, cô sẽ bật lại đoạn này nghe lại này. Cô cho nên cô thấy lạ lạ cái chỗ này, nghe mình muốn ly hoặc là muốn ly, cho nên bây giờ muốn ly cô dùng muốn ly thì cái câu này nó sẽ hợp lý hơn. Đây, để ra bây giờ các bạn sẽ nghe một lần nữa, xong cô sẽ dịch lại cái đoạn văn này tổng thể một lần lại người ta nói cái gì ha. Rồi bây giờ mình nghe lại cái đoạn văn để nghe chính xác này, cô nghe mùa đi là nó chính xác rồi, thì có chính xác không nhỉ? Thức kỷ 2. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. 민족 최대의 명절, 풍요로운 한가위가 다가왔습니다. 추석 연휴를 하루 앞두고 고향집에 가는 귀성객들이 늘어나고 있는데요. 서울역에 나가 있는 박서윤 기자 연결하겠습니다. 네, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 보시는 것처럼 서울역은 귀성객들로 붐빕니다. 가족과 친지들을 만나러 가기 위해 기차를 기다리는 시민들이 많습니다. 미리 기차표를 사지 못해 현장에서 표를 사는 사람들도 많습니다. 아무리 힘들어도 고향 가는 발걸음은 가벼워 보입니다. 지금 여기에는 고향에서 서울로 올라오신 부모님들도 계신데요.
자녀들이 고향 가는 길이 많이 막히기 때문에 반대로 부모님들이 서울로 올라오게 된 것입니다. 특히 이번 추석은 연휴가 짧아 역귀성객이 더 많아진 것으로 보입니다. 내일은 연휴가 시작되니 기차역과 고속도로에 더욱 사람이 몰릴 것으로 예상됩니다. KBS 박서윤입니다. 머리. 아, 너무나도 머리를. Đây, bây giờ nguyên cái đoạn văn đoạn thể này, cái người ban đầu là cái người lên phóng sự truyền hình. À, bây giờ giống như mình đang coi du sư mà mình nghe qua cái đài FM chẳng hạn. Cái người dẫn chương trình, anh nói cách khác, dẫn chương trình bảo là cái kỳ ngày lễ ngày Tết này đã là ngày